Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Mọi người thường hay bảo nhau rằng cao thủ cũng không bằng tranh thủ. Vâng, Ukraine nhân lúc bị Nga bức hiếp đã xin tất cả các quốc gia khác xóa nợ. Đúng là một nước đi thông minh không ai bằng. Vậy các quốc gia khác sẽ có câu trả lời như thế nào? Mời quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi diễn biến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine ngay sau đây. Dựa vào cớ bị Nga chiếm đất cùng với việc đang đồng lòng cả EU lẫn Mỹ, thì mới đây Ukraine đã kêu gọi các tổ chức tài chính quốc tế hủy bỏ các khoản nợ của nước mình đang gánh với tổng giá trị rơi vào đâu đó 57 tỷ euro. Cụ thể thì theo ông Valias Bakan, người đứng đầu bộ máy kiểm toán Ukraine cho rằng quy mô tàn phá của chiến tranh là quá khổng lồ, nên việc yêu cầu các chủ nợ nước ngoài xóa toàn bộ nợ cho Ukraine là điều vô cùng chính đáng. Các tổ chức tài chính quốc tế cũng nên sửa đổi chính sách nợ và xóa sổ các khoản nợ của Ukraine. Nga đã phát động một chiến dịch quân sự ở Ukraine vào hôm ngày 24 tháng 2 với mục tiêu là phi quân sự hóa và phi phát xít hóa với Ukraine và bảo vệ những người bị chính quyền Kiev đàn áp, theo Tổng thống Putin. Hàng loạt quốc gia phương Tây đã lên án chiến dịch này của Nga và nhiều lệnh trừng phạt lên kinh tế, tổ chức và cá nhân Nga. Đáng chú ý, Mỹ và Liên minh châu Âu-EU đã bổ sung các biện pháp nhằm trực tiếp vào Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Các nước EU, Anh và Canada cũng đã cấm các hãng hàng không và máy bay tư nhân Nga bay vào không phận. Nga cũng đã trả đũa, cấm máy bay từ 36 quốc gia, vùng lãnh thổ vào không phận của mình, trong đó có các nước EU, Anh và Canada. Đứng trước yêu cầu từ phía Ukraine, hiện cả Mỹ, Anh, Pháp, Hà Lan cùng nhiều quốc gia khác vẫn đang mải cầu nguyện và chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về đề xuất này. Liên quan đến cuộc chiến quân sự giữa Nga và Ukraine, nhiều chuyên gia cho rằng Nga chắc chắn không muốn gây xung đột với Ukraine, bởi điều đó gây bất ổn cho chính nội tại nước Nga. Nếu chiến tranh xảy ra, Nga sẽ phải tiêu tốn khá là nhiều chi phí cho cuộc xung đột này và chắc chắn sẽ phải gánh chịu thêm các biện pháp trừng phạt khốc liệt của Mỹ và phương Tây. Trường hợp căng thẳng với Ukraine tiếp tục duy trì như hiện nay, Nga vẫn phải hao tâm tốn của và chịu bất ổn ở khu vực biên giới với Ukraine. Lâu dài, việc này sẽ làm xói mòn tiềm lực kinh tế, chính trị, quân sự Nga, từng bước làm suy giảm sức mạnh và ảnh hưởng của Nga trên chiến trường quốc tế. Mỹ, với chiêu bài kích động xung đột leo thang, một mặt liên tục tố cáo Nga có thể xâm lược Ukraine vào bất cứ lúc nào, một mặt kích động các bên liên quan tuyên chiến với Nga thông qua hàng loạt động thái như sau: sẵn sàng hậu thuẫn cho chính quyền Ukraine và các nước Đông Âu bằng cách viện trợ vũ khí và điều binh lính tới khu vực này, ra lệnh sơ tán nhân viên ngoại giao và công dân Mỹ tại Ukraine như thể chiến tranh sắp xảy ra. Cùng với đó, các phương tiện truyền thông của Mỹ và phương Tây cũng không quên liên tục đẩy mạnh tuyên truyền âm mưu xâm lược Ukraine của Nga. Dù các nguồn tin đều chỉ dẫn lời quan chức Mỹ mà không đưa ra được bất cứ bằng chứng cụ thể nào. Trường hợp chiến tranh xảy ra, Nga sẽ phải tiếp tục gánh chịu các biện pháp trừng phạt khốc liệt hơn từ Mỹ và các nước phương Tây, khiến sức mạnh kinh tế và quân sự của Nga suy giảm. Từ đó, Mỹ rảnh tay để đối phó với một thế lực lớn mạnh đang đe dọa xoán ngôi bá chủ của Mỹ, đó chính là Trung Quốc. Nếu Nga đạt được mục tiêu chính trị của mình tại Ukraine bằng phương tiện quân sự, châu Âu sẽ không còn là châu Âu trước chiến tranh nữa. Không chỉ vị thế dẫn đầu của Mỹ ở châu Âu được định nghĩa lại, mà bất kỳ đánh giá nào cho rằng EU hoặc NATO có thể đảm bảo hòa bình cho châu lục đều sẽ chỉ còn là quá khứ. Thay vào đó, an ninh ở châu Âu sẽ bị giảm xuống, chỉ còn có thể bảo vệ các thành viên chủ chốt trong EU và NATO. Tình cảnh của Ukraine sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Dòng người tị nạn sẽ chạy trốn theo nhiều hướng, có thể lên tới hàng triệu người. Dòng người tị nạn trên quy mô lớn đến châu Âu sẽ làm trầm trọng thêm chính sách tị nạn chưa được giải quyết của EU và tạo ra mảnh đất màu mỡ cho những người theo chủ nghĩa dân túy. Ukraine có lẽ là bên chịu thiệt thòi nhất trong ván cờ này. Cảnh báo của Mỹ và phương Tây về một cuộc tấn công của Nga đã khiến các nhà đầu tư không dám đặt chân đến Ukraine. Việc các nhà ngoại giao tháo chạy và phóng viên chiến trường kéo đến không phải điều một quốc gia mong đợi. Đồng nội tệ thì giảm khoảng 8% kể từ giữa tháng 11, khi mà cuộc khủng hoảng bắt đầu và sự suy giảm dự kiến sẽ tăng hơn nặng nề nếu không có sự can thiệp của ngân hàng quốc gia. Ukraine sẽ phải nỗ lực hết sức để giữ cho các hãng hàng không nước ngoài duy trì chuyến bay đến Kiev. Tất cả những gì Ukraine nhận được là lời hứa về khoản vay trị giá 1 tỷ USD của chính phủ Mỹ và một số lô hàng vũ khí mà Mỹ cùng đồng minh cam kết cung cấp cho nước này. Nhưng tất cả các bên đều hiểu, dù được trang bị tốt thì Ukraine cũng không có cách nào thay đổi tình hình hay phản công Nga thành công. Điều mà Tổng thống Ukraine có thể làm là giảm thiểu những nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến tranh. Một thỏa hiệp về mặt chính trị với Tổng thống Putin không phải điều khả thi đối với ông. Vì thế, ông sẽ phải cầm cự và theo dõi cuộc đấu trí giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ. Đây là một tình thế hiếm ai có thể vượt qua được. Trong trường hợp Nga giành chiến thắng ở Ukraine, không chỉ đất nước này lâm vào khủng hoảng mà cả những quốc gia khác cũng bị tê liệt nặng nề.
điển hình là Đức và Mỹ. Vị thế của Đức ở châu Âu sẽ bị thách thức nghiêm trọng. Đức là một cường quốc quân sự với bản sắc chính trị thời hậu chiến là từ chối tham chiến. Các quốc gia bao quanh nước này, đặc biệt là ở phía đông với Ba Lan và các nước vùng Baltic, có nguy cơ bị trở nên bất ổn. Pháp và Anh sẽ giữ vai trò hàng đầu trong việc giải quyết các vấn đề châu Âu nhờ lực lượng quân sự tương đối mạnh và truyền thống can thiệp quân sự. Tuy nhiên, nhân tố quan trọng ở châu Âu vẫn là Mỹ. NATO cũng như các quốc gia đang lo lắng và hoang mang ở phía đông châu Âu vẫn sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ của Mỹ. Thế mạnh của châu Âu là kinh tế, thế nhưng với chiến thắng của Nga sẽ gây chia rẽ hoặc gián đoạn ở các quốc gia châu Âu hoặc ở các đối tác xuyên đại Tây Dương của châu Âu. Lúc ấy, Nga sẽ tranh thủ thời cơ. Nếu một phong trào hoặc ứng viên thân Nga xuất hiện, ứng viên đó có thể được ủng hộ trực tiếp hoặc gián tiếp. Nếu một điểm yếu nào đó về kinh tế hoặc chính trị làm giảm hiệu quả chính sách đối ngoại của Mỹ và đồng minh, thì nó sẽ thành vũ khí cho các hoạt động tuyên truyền của Nga. Ngoài ra, tương lai của châu Âu sẽ phụ thuộc vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2024. Việc thắng cử của Donald Trump hoặc một ứng viên giống ông Trump có thể sẽ phá hủy mối quan hệ xuyên đại Tây Dương vào thời điểm nguy hiểm của châu Âu, đặt ra câu hỏi về vị trí của NATO và các đảm bảo an ninh của khối này đối với châu Âu. Chiến thắng của Nga sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến chiến lược lớn của nước này ở châu Âu, châu Á và Trung Đông. Đầu tiên, thành công của Nga ở Ukraine sẽ khiến Washington phải chuyển hướng sang châu Âu. Điều 5 Hiến chương NATO sẽ không được phép mơ hồ. Chỉ có cam kết mạnh mẽ của Mỹ với an ninh châu Âu mới có thể ngăn cản Nga chia rẽ các nước châu Âu. Hiện điều này khó có thể đạt được do những ưu tiên cạnh tranh lẫn nhau. Đặc biệt, những ưu tiên này bất đồng với những ưu tiên của Mỹ trong mối quan hệ ngày càng xấu đi với Trung Quốc. Dù vậy, các lợi ích bị đe dọa vẫn là căn bản. Mỹ có những thực thể thương mại rất lớn ở châu Âu. Châu Âu và Mỹ đều là những đối tác đầu tư và thương mại lớn của nhau với trao đổi hàng hóa và dịch vụ là 1.100 tỷ USD năm 2014. Một châu Âu hòa bình, vận hành tốt sẽ có lợi cho chính sách đối ngoại của Mỹ về biến đổi khí hậu, không phổ biến vũ khí hạt nhân, y tế công toàn cầu và quản lý căng thẳng với Trung Quốc hoặc Nga. Nếu châu Âu mất ổn định thì Mỹ sẽ ngày càng đơn độc hơn trên thị trường quốc tế. NATO là công cụ mà thông qua đó, Mỹ có thể cung cấp những đảm bảo an ninh cho châu Âu và gian đe Nga. Cuộc chiến ở Ukraine không khiến NATO hồi sinh thành một liên minh xây dựng dân chủ hay một công cụ cho những cuộc viễn chinh ngoài khu vực như cuộc chiến ở Afghanistan, mà là một liên minh phòng thủ quân sự như mục đích vốn có của nó. Mặc dù châu Âu sẽ yêu cầu cam kết quân sự lớn hơn từ Mỹ, nhưng một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine sẽ khiến từng thành viên NATO phải tăng chi tiêu quân sự của mình. Với châu Âu, điều này sẽ trở thành lời kêu gọi cuối cùng để cải thiện khả năng phòng thủ của châu Âu nhằm hỗ trợ Mỹ đối phó với Nga và Trung Quốc. Đối với một Moscow hiện đang đối đầu lâu dài với phương Tây, Bắc Kinh có thể đóng vai trò hậu thuẫn về kinh tế và là đối tác cùng Nga chống lại Mỹ. Một hậu quả cay đắng hơn của cuộc chiến ở Ukraine là Nga và Mỹ sẽ đối đầu với nhau như những kẻ thù ở châu Âu. Tuy nhiên, hai nước sẽ là hai kẻ thù không thể có những hành động thù địch vượt quá ngưỡng nhất định. Bất chấp những khác biệt về thế giới quan, ý thức hệ đối lập, hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới sẽ phải kiểm soát sự giận dữ của chính mình. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!